Hôm bữa tôi có làm cái clip nói về những thứ đơn giản mà khoa học không giải thích được. Chẳng hạn như vì sao băng lại trơn trượt, vì sao chúng ta lại ngủ, và vì sao trọng lực nó lại khó giải thích đến như vậy. Tại sao trọng lực nó lại yếu xìu như vậy chứ? Thì lúc mà tôi làm cái clip đó xong, nó có quá trời bạn vô nói: mày không biết gì về điện mà lại sửa đống nước, để tao giải thích cho mày nghe, nó là như này, như nọ, như lọ, như chai. Trời đất ơi, thằng này không biết gì cả mà cũng bị đặc xạo luôn. Thì nói thiệt với mấy bạn, đúng là tôi không biết gì hết. Những gì tôi biết, đó là những gì tôi đọc được. Nếu các bạn biết những cái đó, các bạn hoàn toàn có thể mở một cái kênh YouTube để làm giống y chang như tôi, nói cho người khác biết. Nếu mà bạn nói đúng thì bảo đảm sẽ có người vô coi, mà nếu bạn nói sai thì không ai coi. Yên tâm đi, chuyện đó đơn giản lắm. Để một lần nữa tôi làm cho các bạn nổi điên, thì hôm nay tôi sẽ lại làm tiếp một cái clip nói về những thứ đơn giản mà chúng ta đang làm sai mỗi ngày. Những thứ vô cùng đơn giản, tưởng chừng là bản năng, như thở, như ngủ, như tắm, nhưng chúng ta thực sự lại đang làm sai, sai vô cùng. Mà nếu tôi không nói thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục cái sai đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tai. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta phải ngay lập tức nhảy vào cái clip này, cái clip kiến thức này, để hiểu được chúng ta đã và đang sai chỗ nào. Đầu tiên, cái mà chúng ta đang làm sai đó là đi toilet, đi ị, đi nặng, đi... Nó một cách đơn giản như vậy đó mấy bạn, mà tôi nghĩ là cái chữ sẽ bị gà, nó bóp bíp bíp lại. Nhưng mà kệ, nói chung là chuyện đó tôi thấy cũng bình thường thôi. No, God, please, no, no! Các bạn, nếu mà có để ý thì chúng ta hồi còn nhỏ ngồi toilet là chúng ta ngồi theo kiểu ngồi xổm. Còn hiện tại chúng ta bây giờ đang ngồi toilet theo kiểu ngồi trên một cái bồn thoải mái, nhẹ nhàng, mát đít vô cùng luôn. Trời, xong rồi cái sau khi đi xong cái giật nước một phát, rồi cầm cái vòi xịt xịt một phát, cứ nó đa dễ sợ. Nói thiệt như mấy bạn, cái vòi xịt nước đó, đó là một cái phát minh vô cùng tuyệt vời của nhân loại. Mà về cái mặt này chúng ta đi trước những nước phương Tây hàng triệu năm luôn á. Ở bên đó tụi nó phải xài giấy, nó thốn lắm. Còn Việt Nam mình đi đâu cũng có cây vòi xịt đít đá dễ sợ luôn. Các bạn có thể coi lại cái clip mà lịch sử giấy chủ đích của tôi. Cái clip đó nó nói đầy đủ, các bạn sẽ cảm thấy appreciate, cảm thấy trân trọng những gì mà chúng ta có, cái gì mà nâng niu cái đích chúng ta mỗi ngày, tuyệt vời lắm. Nhưng ở đây tôi muốn nói một cái chuyện cho các bạn hiểu là chúng ta khi mà ngồi toilet theo kiểu ngồi y chang như là trên cái bàn ngồi vậy á, là chúng ta đang ị sai cách. Ị đúng cách là phải ngồi theo kiểu chồm hổm, ngồi spat, ngồi là ngồi sổm sổm, mệt chân như vậy, mỏi chân như vậy, nó mới là ngồi ị đúng cách á. Tại vì các bạn biết làm sao không? Khi chúng ta ngồi mà trên toilet theo cái kiểu mà ngồi dày như bình thường thì những cái cơ thắt co bóp nó lại bị xoắn lại, nó bị cạn lại, nó dẫn tới chúng ta không thể nào ị một cách thoải mái nhẹ nhàng ra, y như là cái cách mà những thứ bài tiết của chúng ta nó phải đi ra một cách dịu dàng như là một dòng sông êm ái vậy, nó bị tắc lại. Và đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới bệnh trĩ, dẫn tới đủ thứ bệnh đường tiêu hóa khi mà chúng ta đi toilet khó. Còn khi chúng ta ngồi đi toilet ị theo đúng cái kiểu mà ngồi chồm hổm, ngồi sổm sổm vậy đó, gọi là xí sổm đó mấy bạn, nó sẽ đi một cách tuyệt vời. Giống như là đi từ A tới Á, một cái phọt một cái đi ra cái rẹt luôn vậy đó. Nhìn qua thì nó rất là có vẻ như nó hơi dơ, nhìn nó ngồi thấy nó khó chịu lắm. Nhưng thực sự khoa học đã chứng minh rằng cái cách mà ngồi đi toilet như vậy mới là cái cách ngồi đúng kiểu, tuyệt vời nhất, hợp lý nhất, khỏe mạnh nhất cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta đó. Bây giờ nếu mà bạn mà không có muốn mà theo kiểu ngồi chồm hổm như vậy thì các bạn thực ra cũng vẫn có một cách đơn giản, đó là các bạn chồm tới một chút xíu, hoặc là lấy một cái ghế để chân lên để cho nó tạo cái dáng giống y chang như là đang ngồi chồm hổm. Chứ thực ra chúng ta cũng vẫn ngồi trên xí bệt, đang ngồi trên cái toilet mát mẻ thơm tho vậy thôi. Thì đó là một cách vô cùng đơn giản để sửa cái chuyện đi toilet, đi ị sai cách của chúng ta. Đó là cái sai đầu tiên, các bạn đã thấy hay ho chưa? Bây giờ qua tới cái kế tiếp nha. Và kế tiếp đó là tắm. Các bạn tắm bao nhiêu lần trong một tuần? Các bạn tắm lúc nào trong ngày? Các bạn tắm bằng thứ nước gì? Thì câu trả lời là một tuần tắm lần, tắm bằng nước nóng liên tục, cứ sáng tắm tối tắm, trưa tắm ngày tắm, nói chung ngày tắm 80 lần y chang Suka trong truyện Doraemon. Thì đó là câu trả lời vô cùng tầm bậy tầm bạ. Tôi nói thiệt với mấy bạn, gửi lên trời, nói chung một tuần tắm một lần là các bạn sai. Nhưng nếu mà một tuần các bạn tắm liên tục từ sáng tới tối, các bạn cũng sai luôn. Bởi vì các bạn biết sao không? Chúng ta có một thứ ở trên người gọi là cái lớp, gọi là lớp sừng bảo vệ. Lớp da của chúng ta có lớp gọi là honey layer. Nó, nếu mà dịch một cái thẳng thét, đó là cái lớp
horny là mà nói I'm feeling horny là tôi quá là vậy đó. Còn cái gì thì đứa nào không biết thì thôi kệ, đừng quan tâm tới chuyện đó. To lên, to lên, to nữa lên. Về cơ bản đó, lớp honey layer nếu mà chúng ta tắm nhiều quá nó sẽ dẫn tới tổn thương cái lớp đó và chúng ta sẽ dễ nhiễm bệnh hơn. Cái chuyện mà về tắm á, cũng chưa chắc là tắm nhiều nó sẽ sạch nữa. Tại vì thực sự khi chúng ta tắm á, cái mà chúng ta đang làm theo cái nhà khoa học đó là di chuyển vi trùng, vi khuẩn từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi. Cho nên nếu chúng ta tắm không kỹ thì có thể vi khuẩn từ trên đầu của chúng ta nó sẽ chuyển xuống bụng, từ trên mặt nó sẽ chuyển xuống mông, rồi từ trên các bộ phận mà nói chung các bộ phận mà tâm hồn gì đó nó có thể chuyển xuống háng, hoặc ngược lại nếu chúng ta dùng tay nhiều quá thì nó có thể từ háng mà nó có thể đi lên trên mặt. Đó là lý do vì sao có một số bệnh viện khi bác sĩ chuẩn bị đi giải phẫu thì không cần phải đi tắm, chỉ cần làm tiệt trùng bằng bàn tay được rồi. Tại vì mắc công á, bệnh nhân sau khi mà được chữa xong thì phát hiện: Ê, hôm nay tôi đi chữa lỗ tai mà sao tự nhiên bây giờ tôi bị giang mai ngay màng nhĩ vậy? Bác sĩ giải thích giùm tôi đi. Lúc đó bác sĩ: Tôi cũng không biết, hít sáo cũng mơ khó đó. Nói chung là bỏ qua bạn hết 6 đi, nãy giờ tôi cũng tính nói mà vô cái phần mà bấm subscribe với lại bấm donate đó mấy bạn, mà kéo hoài vô không được, thành ra tôi cũng không biết cách nào á, thành ra thôi kệ. Tôi chuyển qua tôi trơ trẽn, tôi nói các bạn nhớ bấm donate đi ha, cho cái kiến thức này nó rất là hay ho, tại vì nếu mà không các bạn sẽ sai lầm trong cái chuyện tắm rửa suốt cả cuộc đời luôn đó. Cái chuyện tắm nó không phải là cái chuyện mà các bạn tắm liên tục, tắm càng nhiều thì càng sạch, mà các bạn phải có thời gian chừa ra nhất định để cho da các bạn nó phục hồi. Tại vì trong lúc các bạn xài các loại kêu bằng mà đủ loại chế phẩm rồi các bạn chà mà để cho ra bụi gì đó, nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái lớp bảo vệ cái cơ thể của bạn. Cho nên người ta khuyến khích là khoảng một tuần á, bạn tắm là khoảng 6-7 lần là được rồi. Chứ các bạn cũng giống như mỗi ngày mỗi tắm vậy đó. Khi bạn tắm, các bạn cần phải tắm bằng nước nóng, không phải nước nóng mà là nước ấm thôi, đừng có nước nóng quá và nước lạnh. Nói chung là cơ bản tắm nước nào cũng được hết, nhưng quan trọng là tắm xong nhớ dưỡng ẩm da. Tôi thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên tắm nước lạnh nhiều hơn, tại vì tắm nước nóng á, nó sẽ làm cho các bạn khô da. Thiệt sự các bạn nào mà tắm nước nóng thì các bạn khô da. Và nếu mà các bạn đang ở trời lạnh mà các bạn tắm nước nóng nữa thì rất có khả năng các bạn sẽ bị đột quỵ, không phải giỡn đâu. Chuyện nó xảy ra rất là nhiều á. Tôi trước giờ là toàn tắm nước lạnh không à. Các bạn để ý, sau khi các bạn tắm nước lạnh xong á, các bạn sẽ cảm thấy người các bạn ấm. Tại vì nước nó có lạnh cách mấy, nó cũng không có lạnh hơn nhiệt độ ở xung quanh. Cho nên các bạn ở ngoài trời mà 20+ độ, các bạn tắm nước lạnh nó cũng y chang 20+ độ thôi. Các bạn có thể cảm thấy là nó lạnh quá, nhưng thật sự nó chỉ lạnh bằng. Thật ra các bạn không bị sốc nhiệt. Còn nếu mà các bạn tắm nước nóng ra xong á, các bạn cái là các bạn bị sốc nhiệt là dẫn tới rất có khả năng sẽ ra đột quỵ đó. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, tắm nó không chỉ đơn giản là càng nhiều càng tốt, mà nó phải đủ định lượng và phải tắm đúng loại nước, đúng thời gian, đừng đợi sắp ngủ mới tắm nha. Cái đó là còn mệt nữa đó. Còn cái này chắc các bạn sẽ không ngờ được đâu, thứ mà chúng ta làm sai từ trước tới giờ luôn, gần như 99% những người coi clip này đều làm sai, đó chính là thở. Mặc dù tôi biết là các bạn đang thở, tại vì nếu các bạn coi clip của tôi mà các bạn không thở thì tôi nói thiệt, wow, đây là lần đầu tiên tôi có một người đến từ thế giới bên kia mà để coi mấy cái clip của tôi đó nha. Hy vọng là người từ thế giới bên kia đã bấm subscribe và đã bấm donate cho những cái thức ăn tinh thần từ cái người còn sống, đó là anh Như Leo Thanh Lệnh du lịch khắp vũ trụ này. Tại vì cái của tôi nó quý giá tới mức mà các bạn phải đứng dậy trở về từ cõi chết để coi clip của tôi, thì tôi nghĩ là nó cũng xứng đáng để mà donate lắm. Miễn là các bạn đừng donate bằng đô la âm phủ là được rồi. Quay trở về chủ đề của chúng ta, tại sao tôi lại nói chúng ta thở sai? Đó là bởi vì nếu các bạn đang thở bây giờ, các bạn để ý khi chúng ta hít vào, lồng ngực của chúng ta bự lên, và khi chúng ta thở ra, lồng ngực nó xẹp xuống. Đó là thở sai đó mấy bạn. Bởi vì các bạn biết sao? Cái cơ hoành của chúng ta là cái cơ dùng để thở, thực sự nó nằm ở dưới ngực của chúng ta, nó nằm gần bụng hơn. Khi các bạn thở bằng ngực thì chỉ có một phần của cơ hoành nó đi vô và nó giúp ích cho cái việc thở thôi. Cái lượng oxy mà các bạn đem vô được ít, nó dẫn tới là bạn thở nhanh hơn, lẹ hơn để có thể có nhiều oxy để đủ cho các bạn cần thở. Mà cái này á, là một trong những cái mà chúng ta thua mấy đứa con nít. Ngoài trừ cái chuyện con nít học ngoại ngữ rất là lẹ, rất là giỏi, đó là chuyện thở. Con nít á, mới đẻ ra, nhìn nó thở, bụng nó sẽ phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Toàn bộ cái chuyện thở của nó đều dựa vào cái cơ hoành, cho nên tụi nó cung cấp được đầy đủ oxy cho tụi nó. Chúng ta bây giờ đã đến lúc cũng tập y chang như nó. Đó là khi chúng ta hít vào, cố gắng phình bụng ra, và khi thở ra, chúng ta ép cái cơ bụng lại để đẩy khí ra.
Đó là cách thở sử dụng cái cơ hoành của chúng ta. Và đó là cách thở đúng nhất, dẫn tới chuyện chúng ta sẽ có đầy đủ oxy. Chúng ta sẽ giảm đi những thứ như là nhức đầu, chóng mặt, hoặc là bị lo âu rối loạn này nọ. Giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ đầy đủ, khỏe mạnh hơn nhờ chúng ta thở như vậy đó. Thật sự bây giờ nếu các bạn nằm xuống ngủ, các bạn cũng sẽ thấy lúc nằm xuống á, mình không có thở theo kiểu phình ngực mà là mình phình bụng. Đó là cái cách thở đúng nhất đó mấy bạn. Mặc dù đó là cách thở nó không có đẹp về mặt thẩm mỹ, tại vì nếu các bạn phình ngực ra thì tâm hồn của các bạn sẽ nở ra, nó đẹp hơn nhiều. Còn các bạn phình bụng là người ta nhìn bạn, các bạn sẽ nghĩ trời đất ơi, mở mở ớn quá, giấu đi đừng những cái thứ dơ dái đó. Nhưng các bạn à, nếu các bạn thở khỏe thì ai khỏe? Các bạn mà thở sai, người ta chỉ có thể nhìn bạn à bự đó, xong ta đi về. Còn bạn thì sao? Đâu có đủ oxy đúng không? Cho nên còn chờ gì nữa mà không thoải mái hít thở bằng chính cái bụng của các bạn. FBI, open up! Ê, tôi cảm thấy cái clip của tôi mà có những cái tiếng như vậy nó lại có vẻ như không phải là một cái clip về kiến thức nữa. Cho nên trong giới hạn clip này tôi sẽ cố gắng thở cho nó đúng đúng vừa đủ thôi. Chứ không mà các bạn sẽ bị những cặp mắt dèm pha dòm ngó lắm. Nghe chưa? Hãy cố gắng thở bằng cơ hoành. Hít vào thì phình bụng ra, thở ra thì ép bụng lại. Đó mới chính là cách thở chính xác đó các bạn à. À xin lỗi, sai nữa rồi. Và kế tiếp đó là chuyện đánh răng. Đánh răng là một cái mà nói thiệt, nhiều bạn mà coi clip của tôi sẽ nói trời ơi con anh Leo ơi, anh răng của anh vàng khè mà anh mở miệng nên kêu người ta đánh răng sai, sao tụi tôi tin được. Thì thực ra các bạn cũng có lý nhưng các bạn sai. Cái răng của tôi nó màu vàng không phải là tại vì do cái chuyện mà tôi đánh răng sai. Nó là do hồi còn nhỏ, thời của tôi á, mấy đứa nít á bị cho uống kháng sinh nhiều lắm, dẫn tới cái men răng nó bị màu vàng như vậy. Tôi đã tìm cách đi làm trắng răng nhưng mà rất là khó, rất là mệt. Nhưng về chuyện đánh răng tôi nghiên cứu rất là nhiều, cho nên cái này tôi có thể nói cho các bạn biết và tin tôi. Nếu không tin các bạn cũng có thể nghe một thời gian rồi các bạn có thể Google thì các bạn cũng sẽ thấy nó giống tương tự. Thứ nhất là các bạn thường đánh răng khi nào? Chúng ta thường đánh răng sau bữa ăn đúng không? Chúng ta thường đánh răng mỗi buổi sáng thức dậy nên trước khi đi ngủ và đánh răng sau mỗi bữa ăn đúng không? Báo cho các bạn biết đó là một thói quen sai lầm. Bởi vì sau khi các bạn ăn xong thức ăn của các bạn, axit đó nó sẽ làm mềm cái men răng của các bạn. Và khi các bạn đánh răng, cái men răng đó nó sẽ bị mòn đi và nó dẫn tới hư hại chính cái răng của các bạn. Chứ nó không có giúp ích gì về cho cái chuyện mà sạch mà răng hay là gì đâu. Cái các bạn có thể làm tốt nhất đối với cái chuyện mà muốn làm sạch răng sau khi ăn đó là các bạn súc miệng, hoặc là bạn dùng chỉ nha khoa để xỉa cho sạch răng. Chứ đừng đánh răng sau khi các bạn ăn xong. Các bạn nên để thời gian cho cái men răng của các bạn nó trở về bình thường sau bữa ăn. Và cách tốt nhất không phải từ xưa đến giờ. Tại sao người ta nói các bạn đánh răng trước khi đi ngủ và buổi sáng lúc các bạn thức dậy trước khi các bạn ăn sáng? Là tại vì như vậy á, đó là đủ khoảng thời gian để cho răng các bạn nó trở về trạng thái bình thường. Chắc chắn 100%, à không, 99%, 98% thôi. Tại vì những gì tôi đang biết hiện tại nó là dựa trên kiến thức y học hiện tại. Mà các bạn nếu bạn nào mà đã coi rồi những cái cách chữa bệnh mà đáng sợ trong quá khứ thì các bạn sẽ thấy kiến thức y khoa của con người nó sẽ thay đổi rất rất là nhiều. Cho nên những gì chúng ta biết ngày hôm nay chưa chắc đã là đúng vào sau này đâu. Nhưng hiện tại với những gì khoa học đang đồng ý thì chuyện đánh răng của bạn á, các bạn đừng có đánh theo kiểu là đánh thiệt mạnh, đánh thiệt kinh khủng dùng bàn chải mà răng mà xịn mà cứng chắc rồi để làm mà cho ra hết những cái dơ giấy trong răng của các bạn. Tại vì một mặt nào đó các bạn cũng biết nếu mà răng mà còn dính á thì nó rất là dơ và nó sẽ dẫn tới hôi miệng. Không có ai muốn nói chuyện với người hôi miệng, coi như là mình đã ế rồi mà mình còn hôi miệng, đó là bảo đảm mình yêu siêu ế luôn á. Nhưng người ta nói nếu các bạn đánh răng thì cái quan trọng là các bạn cần làm sạch, làm nhẹ theo kiểu massage răng chứ không phải là đánh răng đâu. Tức là dùng bàn chải nhẹ nhàng xoay 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 chứ không phải là đánh theo đường thẳng đứng đâu. Làm vậy nó cũng bị trầy răng đó mấy bạn. Xoay xoay tròn xoay tròn, xoay đều xoay đều xoay đều, đó mới là đánh răng đúng cách đó mấy bạn. Thực sự cái chuyện mà đánh răng đúng cách này, nếu mà các bạn không có người chỉ bảo á, là các bạn thậm chí nhiều người dẫn tới mỗi lần đánh xong là bắt đầu bị ra máu. Tại vì đánh bậy nó dẫn tới là bị xước nú luôn á, không phải giỡn đâu. Những cái chuyện mà răng miệng chúng ta cần phải chú ý cực kỳ. Cho nên nếu mà bạn nào mà thấy tôi nói sai, các bạn có thể chỉnh tôi ở trong comment một cách đơn giản. Nếu bạn nào là nha sĩ vô đây, tôi hoàn toàn sẽ lắng nghe các bạn. Còn những bạn nào khác có những cái nick mà nhìn vô không biết là nick gì, nói năng thì sai tầm bậy tầm bạ, không có ghi ra một câu đầu đũa mà kêu mày không biết gì cả, thì thật sự người không biết gì cả chính là các bạn đó.
Vậy ha, rồi tới cái kế tiếp đi. Còn bây giờ là một cái thứ sai lầm mà ngay cả tôi trong quá trình làm clip này cũng vẫn sai từ đầu tới cuối, nhưng đố các bạn nhận ra được cho tới khi tôi nói. Các bạn không nhận được đâu. Bởi vì sai lầm đó nằm ở chuyện ngồi của chúng ta đó mấy bạn. Cái tư thế ngồi đúng đắn nhất đó là ngửa ra phía sau, một góc 135 độ, nhưng hai chân vẫn chạm đất. Đó là cái tư thế dẫn tới cái sức nặng đặt lên cái địa đệm của chúng ta là ít nhất đó mấy bạn. Các bạn biết vì sao không? Cái tư thế ngồi mà thẳng đứng có cái lưng dựa 90 độ ở phía sau như vậy, nó sẽ dẫn tới toàn bộ sức nặng ở phía trên của chúng ta được đặt lên cái địa đệm của chúng ta nằm ở ngay khúc dưới ở khúc này nè. Nó cũng giống như dễ hình dung nhất là các bạn lấy một cái cây, xong các bạn để phía trên là nguyên một trái bowling vậy đó. Toàn bộ cái áp lực đè xuống cái địa đệm là sẽ là nặng nhất. Còn khi chúng ta đứng thẳng, cái áp lực đó nó giảm đi, bởi vì chúng ta ngoài xương ra chúng ta còn có các cơ bắp để mà chúng ta đỡ cái phần thân của chúng ta lên. Đó là lý do vì sao bây giờ có rất là nhiều nghiên cứu khoa học nói rằng khi chúng ta đi làm đừng ngồi từ sáng tới tối. Mặc dù nó có vẻ hợp lý là chúng ta đi làm rồi chúng ta ngồi làm việc thì mới dễ chứ, nhưng chúng ta nên đứng, đứng làm việc nhiều. Nó sẽ giảm đi các nguy cơ về bệnh tim mạch cho chúng ta, bởi vì ngồi nhiều là ảnh hưởng tới tim đó mấy bạn. Cái này á, các bạn có thể Google thêm, nhưng mà tôi nghĩ là những bạn nào mà có nghiên cứu một chút xíu thì sẽ đồng ý với tôi về chuyện này. Tại vì chúng ta nên ngồi, một là ngồi một cái ghế không có cái lưng lựa dựa đằng sau như vậy. Nói vậy là nãy giờ tôi ngồi cũng đúng mà, tôi đâu có ngồi sai đâu. Hai là chúng ta ngồi trên một quả banh. Ngồi làm sao mà chúng ta phải liên tục, chúng ta phải điều chỉnh để mà cho chúng ta không có cái tình trạng mà ngồi yên một chỗ mà thẳng đứng 90 độ vậy đâu. Lưng thẳng kiểu như ngồi trong lớp học, cái bắt đầu thầy cô kêu em thẳng lưng lên, ngồi thẳng dựa lưng vô vậy nè. Đó, thật ra nó là sai. Nếu chúng ta có ghế, cái ghế đó phải làm sao nó để cho chúng ta dựa ra ở một tư thế là góc 135 độ, hai chân chạm đất, hoặc là ngồi trên một trái banh tập thể dục với mấy bạn, hoặc là đứng nhiều hơn ngồi, như vậy nó mới tốt cho sức khỏe, cho bộ xương của chúng ta và cho trái tim của chúng ta nữa. Đó là cái chuyện, các bạn thấy không? Nếu mà tôi không có làm những cái clip như vậy thì chắc các bạn cũng không thể nào biết được những cái mà chúng ta nghĩ rằng cái này là bản năng mà, đi đứng hít thở nằm đánh răng đó là chuyện bình thường, thậm chí chuyện ngồi ị đó là chuyện thôi ai không biết, đúng không? Nhưng không, trên đời này mọi thứ đều cần phải học. Và đó cũng là cái mà tôi đã nói trong cái clip mà những bài học ở trong trường không dạy á. Chúng ta có rất là nhiều bài học chúng ta không hề nhận ra là chúng ta cần phải học cho tới khi có người nói cho chúng ta biết. Và đó chính là tôi, là một người hết chuyện. Thay vì đi diễn hài một cách bá lá bà xàm hay là nhảm nhảm gì đó, thì tôi lại làm một cái clip, mở một cái kênh YouTube chỉ đưa những cái kiến thức tới cho mọi người thôi. Mặc dù bị tụi con nít nó chửi quá trời chửi luôn, nó kêu tôi là ăn xin. Như tôi đã nói, những cái phần mà tôi nói về donate á, đó chính là tiền các bạn trả cho những món ăn tinh thần. Hay nói một cách mà thẳng thét hơn, đó chính là học phí để đóng những cái lớp học những cái kiến thức mà không có ai nói cho các bạn. Hoặc là có nói cho các bạn thì nói theo một cái cách vô cùng là buồn ngủ. Trong khi tôi là một đầu bếp tinh thần, đồng thời là một thầy giáo, dùng chính cái kiến thức, dùng chính cái sự hài hước của tôi để làm cho kiến thức nó trở nên hay ho, vui vẻ, dễ tiếp thu, thì bị tụi nhỏ kêu là ăn xin, buồn dễ sợ. Thôi, nhưng mà không sao, tại vì tôi biết có rất nhiều người hiểu tôi thông qua những cái mà các bạn đã donate cho tôi, cho nên tôi cũng cảm thấy vui. Đó cũng chính là lý do vì sao tụi nó nói, chứ tôi cũng vẫn làm clip và tôi cũng vẫn để vô những cái phần mà donate ở đây để cho những người hiểu cái việc tôi đang làm và có thể trân trọng tôi thông qua những cái khoản học phí đó. Các bạn thấy không? Đó là gì? Đó là những bài học. Những bài học mà không có ở đâu chỉ hết trơn, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi chỉ cho các bạn, đó là cái bài học quan trọng nhất là gì? Là phải trơ trẽn. Mình phải nói liên tục cho người ta hiểu, chứ mình nói một lần người ta không có hiểu đâu. Cho nên bạn nào mà coi xong cái clip này mà vẫn còn mà thắc mắc thực sự lại leo nếu có đúng hay không, thì các bạn coi thêm 10 lần, 20 lần cái clip này đi. Sau đó share cho những người khác và bấm subscribe nữa, thì các bạn sẽ cảm thấy kiến thức này nó ngày một đáng giá hơn. Thiệt, tin tôi đi, tôi cũng không hiểu tại sao share nhiều thì nó đáng giá hơn, nhưng mà chắc chắn là tôi nói là đúng rồi đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta chia tay ở đây nhé. Và nhớ, từ giờ trở đi, hãy thở, hãy đánh răng, hãy đi toilet đúng và hãy ngồi cho đúng để bảo vệ sức khỏe mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nào.